Hình chóp, làm trang phục tái chế đã đẹp mãn nhãn rồi, bây giờ phải làm hẳn đồ đôi để trình diễn couple mới gọi là hết nước chấm. Thời gian gần đây, nhiều trường trung học đã tổ chức những hoạt động rất ý nghĩa, vừa giúp học sinh thỏa sức sáng tạo, vừa giáo dục về bảo vệ môi trường thông qua các cuộc thi trình diễn thời trang từ trang phục tái chế. Trong số đó, những hình ảnh đến từ đoàn trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Bình Thuận đã khiến ai nấy ngỡ ngàng vì độ chất. Không chỉ bởi trang phục tỉ mỉ, chỉn chu, sáng tạo vô bờ bến mà còn x2 sự hoành tráng vì các bạn học sinh ở đây đã làm theo concept đồ đôi hẳn hoi. Đúng là thế hệ Gen Z bây giờ giỏi giang và sáng tạo thật sự. Bạn thích cái cách nào nhất? Comment chia sẻ ngay với Cám TV ở bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.